Sáng nay, Bệnh viện Quân y 17 đã tổ chức tiêm vaccine phòng COVID-19 cho chức sắc, chức viện trong các tổ chức tôn giáo trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Đây là hoạt động phối hợp giữa Bộ Tư lệnh Quân khu 5 với Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng nhằm thực hiện các biện pháp khẩn cấp ngăn chặn dịch bệnh COVID-19, bảo vệ sức khỏe của người dân và giáo dân. Theo kế hoạch, Bệnh viện Quân y 17 thực hiện tiêm chủng cho 60 vị chức sắc, chức việc là những người tham gia cùng với các lực lượng cơ sở tại các quận huyện để tuyên truyền, vận động, hỗ trợ và giúp đỡ người dân cũng như cộng đồng giáo dân trong công tác phòng chống dịch bệnh. Buổi tiêm chủng diễn ra nhanh gọn, an toàn, đảm bảo các quy định 5K của Bộ Y tế. Thì bởi vì một người tôn giáo là nó sinh hoạt cái cộng đồng nó nhiều hơn, nên vì nhà nước quan tâm để đến cái sự cho tôn giáo thì một cái động lực coi như là khuyến khích cho người dân và toàn thể tôn giáo để có được cái vaccine, bởi vì cái tôn giáo nó quan hệ giữa cái cộng đồng, giữa tín đồ và chức sắc nó nhiều hơn, nên nhà nước quan tâm thì nhà nước đại diện cho tôn giáo thì cũng xin cảm ơn. Trước đó, được sự chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân khu 5, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố đã phối hợp với Ban Tôn giáo thành phố khảo sát và lập danh sách chức sắc, chức việc, hợp đồng với các cơ quan đơn vị triển khai chặt chẽ công tác chuẩn bị mọi mặt, từ con người đến vật tư y tế, phương tiện đưa đón theo quy định. Trên cơ sở cái sự chỉ đạo của cấp trên thì Cục Chính trị Quân khu 5 đã chỉ đạo Đảng ủy Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng tiến hành khảo sát đối tượng đúng với quy định và báo cáo với chúng tôi để chúng tôi xây dựng một cái kế hoạch rất là chặt chẽ. Từ cái việc chuẩn bị con người, đội cái tổ quân y, bác sĩ, y sĩ, điều dưỡng. Cái thứ hai nữa là chuẩn bị thật tốt cái vật tư y tế, trong đó là vaccine rồi các cái thiết, các trang thiết bị khác để bảo đảm cho công tác tiêm phòng.